Cận cảnh biệt thự hoành tráng của nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long. Nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long là một trong những gương mặt gạo cội của làng cải lương Việt Nam. Kim Tử Long tên thật là Hoàng Kim Long, anh sinh năm 1966, sinh trưởng trong một gia đình không có truyền thống nghệ thuật, nhưng ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, anh đã bộc lộ năng khiếu. Ban đầu ba anh không đồng ý vì muốn con học chữ, nhưng sau đó thấy anh mê quá thì ủng hộ hết mình. Từ đó đến nay, anh đã có rất nhiều vai diễn để đời như Y Mây trong Y Bang và Nàng Tiên, Phan Lương trong Người Đẹp Bến Tiền Châu, Gia Đồng trong Đàn Tiên Mẫu Đơn, Lữ Bố trong Phụng Nghi Đình. Hiện tại anh đang làm giám khảo cho rất nhiều cuộc thi truyền hình thực tế, trong đó có thể kể đến như Chuông Vàng Vòng Cổ, Đường Đến Danh Ca Vòng Cổ. Sau hai lần đổ vỡ, nghệ sĩ ưu tú đang có cuộc sống khá thoải mái về vật chất lẫn tinh thần bên người vợ trẻ và con trai kháu khỉnh. Biệt thự của nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long nằm biệt lập ở khu dân cư Đại Phúc. Nhìn bên ngoài đã thấy sự rộng rãi và đồ sộ. Bên phải ngôi nhà là một mảnh công viên nhỏ, đây có thể là nơi vui chơi của con trai út của Kim Tử Long. Bước vào bên trong cánh cửa, bên phải là một thửa vườn mát mắt với cây xanh, đây là nơi để nghệ sĩ hít thở không khí trong lành và thư giãn sau những ngày dài làm việc. Bên phải là gara ô tô và cánh cửa đi vào nhà, hai bên tường được điêu khắc tỉ mỉ bằng những họa tiết rất Việt. Bước vào nhà, đập vào mắt là dàn tượng phong thủy. Bên trái căn nhà là phòng khách và bên phải là bếp. Phòng khách khá đơn giản với bộ salon mềm mại và dàn âm thanh hiện đại. Mỗi một vị trí đều được sắp xếp và thiết kế theo yêu cầu của anh. Một góc trong phòng khách phía sau bộ salon là nơi cất giữ những giải thưởng và kỷ niệm chương của nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long. Đây là thành quả của anh sau một đời gắn bó và cống hiến với cải lương. Bằng khen phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú cho những đóng góp của anh cho môn nghệ thuật truyền thống. Những tấm ảnh chân dung được nghệ sĩ treo ngay ngắn trên tường, đây chính là các vai diễn để đời của anh. Những bằng khen và giấy chứng nhận này rất đáng để tự hào. Ngoài ra, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long cũng để một vài tấm ảnh của anh ngày cũ. Không gian nhìn từ phòng khách ra cửa, mọi thứ được sắp đặt khá gọn gàng. Phòng bếp sạch sẽ với không gian thoáng đãng và thoải mái. Ở phòng này, nghệ sĩ chọn tông màu đen trắng. Mọi thứ trong căn bếp đều hiện đại và phục vụ cho sự sáng tạo của người nấu nướng. Bên cạnh bàn ăn là một bức tường đặc biệt, tạo điểm nhấn cho cả căn phòng. Phong cách trang trí có phần tương đồng với phòng khách. Còn rất nhiều giải thưởng và bằng khen khác được nghệ sĩ Kim Tử Long đặt trang trọng vào một góc của căn bếp. Phòng ăn có hai cánh cửa mở ra sân vườn, đây là nơi con trai của nghệ sĩ hay đạp xe và vui đùa. Một góc rất nhã sau căn nhà, từ đây có thể đi vòng ra phía cổng. Tiết lộ bí mật động trời về hai cú sốc trong đời nghệ sĩ Kim Tử Long. Nghệ sĩ cải lương nổi tiếng lần đầu chia sẻ về những nốt trầm trong cuộc sống của anh, ly hôn người vợ thứ hai và bị bắt vì đánh bạc là hai cú sốc lớn nhất khiến anh suy sụp. Là một nghệ sĩ cải lương rất thành công thuộc thế hệ vàng của cải lương miền Nam, nhưng trong tình yêu và hôn nhân dường như anh lận đận vì trải qua hai lần đổ vỡ. Tôi không phải là người bay bướm, hiện tôi có 5 người con, trải qua hai lần đổ vỡ không có nghĩa là do tính tôi đào hoa. Mỗi người đều có một hoàn cảnh, số phận, giày dép còn có số thì nói chi là con người. Tôi cứ mỉm cười, đón nhận mọi biến cố trong cuộc sống, nếu có đổ vỡ cũng là nợ đã hết, nhưng nghĩa chắc chắn phải còn. Mình sống làm sao để con cái thấy điều đó, hãnh diện vì ba mẹ. Tôi chia tay với Cẩm Tú, vợ hai, thì cả hai vẫn như hai người bạn. Cô ấy cần gì là gọi tôi và ngược lại. Hai đứa nhỏ vui thì qua nhà tôi, không thì về ngủ với mẹ. Điều tôi hạnh phúc nhất là 5 đứa con đều yêu thương nhau, coi nhau như anh em ruột, không có sự phân biệt, vì thế tôi không bị khó xử giữa các con. Nghe nói khi anh cưới chị Cẩm Tú đã từng vượt qua sự ngăn cản của gia đình, vậy khi chia tay anh thế nào? Lúc chia tay Cẩm Tú tôi buồn lắm, giống như cả thế giới trước mắt mình bị sụp đổ. Tôi không thể đi hát, đóng cửa ở nhà trong suốt 4 năm tháng. Sau đó tôi gặp một sư thầy, thầy khuyên đừng buồn vì hai vợ chồng chia tay, nghĩa là đã hết nợ. Trước khi ly hôn, chúng tôi có 4 năm ly thân. Thời gian đó tôi và Cẩm Tú cùng hai con cũng đi siêu thị, đi ăn chung. Ở ngoài không ai biết chúng tôi lục đục, chúng tôi chia tay không có lỗi ở ai hết. Chúng tôi sống với nhau 12 năm tình nghĩa, không phải dễ dàng chấm dứt. Phải đặc biệt lắm chúng tôi mới chia tay. Tuy vậy tôi và Cẩm Tú vẫn giữ sự tôn trọng cho nhau. Không còn vợ chồng thì chúng tôi là bạn, cả hai cần gì thì giúp đỡ nhau. Mối quan hệ giữa những người vợ của anh hiện thế nào? Trinh Trinh không bao giờ ghen hay thắc mắc với chuyện tôi quan tâm vợ cũ, con riêng. Trinh rất thương hai đứa nhỏ,
Con gái đầu của tôi là Maika, vẫn ở chung nhà với vợ chồng tôi. Maika gọi Trinh Trinh là chị. Tôi không quan trọng chuyện xưng hô đó, miễn sao trong nhà lúc nào cũng vui vẻ, thoải mái. Anh rút ra những điều gì sau hai lần đổ vỡ hôn nhân? Tôi nghĩ trong gia đình, người vợ có vai trò giữ hạnh phúc quan trọng hơn người chồng. Người chồng là trụ cột như con trâu đi cày để gia đình ấm no, hạnh phúc. Nhưng người tạo nên tiếng cười, sự ấm cúng là người vợ. Tôi rất vui khi Trinh là người vợ biết im lặng và biết nghe. Quan trọng hơn nữa là Trinh hiểu được những người xung quanh và chia sẻ với họ, chứ không ích kỷ. Những người phụ nữ ích kỷ sẽ tự tách mình ra khỏi gia đình và xã hội. Nói như thế với hai người vợ trước không cùng nghề nên ít có sự thấu hiểu. Tôi cũng nghĩ đó là một trong những nguyên nhân dẫn đến chia tay. Họ không hiểu nghề của tôi thế nào nên từ đó bị hoang mang, không tin tưởng. Dù gì tôi cũng nhận lỗi về mình, đó là vì công việc, vì sự nghiệp mà tôi đã theo đuổi. Người đàn ông theo đuổi nghệ thuật, giữ được gia đình đã khó, người phụ nữ càng khó gấp 10 lần. Vì thế, nữ nghệ sĩ nào vừa thành công trong nghề, vừa có gia đình hạnh phúc thì tôi ngưỡng mộ vô cùng như Tài Linh, Ngọc Huyền. Trong thời gian diễn chung với chị Ngọc Huyền, anh chị được mệnh danh là cặp kim đồng ngọc nữ. Ở ngoài đời anh có từng rung động trước chị ấy. Làm sao có thể tránh khỏi khi hát chung với nhau, được khán giả yêu mến và có những lời ghép đôi. Nói thật, trong lòng tôi không bao giờ có ý nghĩ lấy một người nghệ sĩ làm vợ. Lúc đó tôi nghĩ mình là nghệ sĩ, vợ nữa thì sinh con ai lo. Vì thế cảm xúc với Ngọc Huyền chỉ là trên sân khấu thôi. Khi lên sân khấu tôi mượn vai diễn để nói lên những gì thầm kín trong mình. Ngoài đời chưa bao giờ chúng tôi nói một tiếng yêu nhau. Nghệ sĩ vốn đa cảm, làm sao anh giữ được trái tim mình khi thực sự trong lòng có rung động. Sau khi chia tay người vợ đầu, tôi gặp Ngọc Huyền. Hai đứa có sự nghiệp rất tốt, được khán giả yêu mến, đôi kim đồng ngọc nữ. Khi tôi chuẩn bị tỏ tình để có mối quan hệ chính thức thì Ngọc Huyền lấy chồng giám đốc giàu có. Đến khi Ngọc Huyền ly dị thì tôi lại gặp Cẩm Tú. Một thời gian sau tôi và Cẩm Tú chia tay thì Ngọc Huyền đi Mỹ. Chúng tôi chỉ có duyên trên sân khấu. Trên đời này, ông trời chỉ dành cho mình một thứ thôi. Nếu có duyên ngoài đời thì không bao giờ cái diễn ăn ý trên sân khấu nữa. Bây giờ khi gặp lại Ngọc Huyền, cảm xúc của anh thế nào? Bây giờ chúng tôi là tri kỷ. Ngọc Huyền có nỗi buồn gì thì nói cho tôi nghe và tôi cũng thế. Ở chương trình Đường Tới Danh Ca Vọng Cổ, tôi đã làm bằng mọi thứ mình có thể để đưa cô ấy về nước. Chính tôi là người khởi xướng và đưa ý tưởng đưa bộ ba Kim Tử Long, Ngọc Huyền và Thoại Mỹ ngồi ghế nóng. Anh có hối tiếc vì không thành tình yêu với chị Ngọc Huyền? Nếu chúng tôi có yêu nhau thì đã yêu nhau từ lâu rồi. Đi chung với nhau chỉ hai đứa, ở chung khách sạn, ở hai phòng kế bên. Chúng tôi từng có sang phòng nhau, nhưng chưa từng có hành động gì để đi xa hơn chữ anh em, tình bạn. Do đó đến giờ phút này, Ngọc Huyền mới tôn trọng và xem tôi như người tri kỷ. Chị Trinh Trinh có từng ngại khi đến với người đã trải qua hai đời vợ và có ba đứa con riêng như anh? Cô ấy không ngại nên tôi mới sống với Trinh đến bây giờ. Nếu cô ấy hỏi tại sao tôi vẫn quan tâm đến các con, vợ cũ, thì chúng tôi không đi chung một đường đâu. Trong gia đình, đàn ông là trụ cột kiếm tiền, còn người vợ là người quán xuyến. Tuy vậy, tôi cũng tôn trọng ý kiến của Trinh. Ví dụ nếu vấn đề gì cô ấy nói hợp lý thì tôi đồng tình để Trinh tự quyết. Trong cuộc sống, chúng tôi hầu như không có mâu thuẫn. Tôi mở nhà hàng này, nếu một người vợ khác có thể sẽ ngăn cản ý kiến này nọ, còn Trinh thì không. Là một trong những nghệ sĩ cải lương được khán giả yêu thích nhất, anh có nghĩ việc bị bắt vì đánh bạc ảnh hưởng xấu đến danh tiếng của mình? Đúng, đó là năm xui tháng hạn của tôi. Không bao giờ tôi trách móc khán giả nói mình thế này, thế nọ. Tôi chỉ tự lấy đó là bài học để mình không vấp phải. Vì cờ bạc tôi chỉ là nạn nhân. Tôi đi hát và mọi người chơi, vì hòa đồng nên cũng xuống góp vui. Công an bắt những người có tiền án, họ lại ép công an thì thả tôi phải thả họ. Trong cuộc đời tôi có hai cú sốc lớn nhất là chia tay Cẩm Tú và cờ bạc. Anh có hối hận vì lỡ đánh bạc? Nếu tôi làm thực sự thì tôi ân hận, nhưng đây chỉ là không may mắn. Đây là bài học để tôi tránh xa những buổi đỏ đen vui như thế. Nếu đi hát đám cưới, tiệc tùng, người ta có mời mọc thế nào, ai giận thì tôi cũng chịu. Nếu cờ bạc lớn thì phải có người canh, người bảo kê, còn đây đánh thanh thiên bạch nhật thì sao gọi là chuyên nghiệp. May mắn là sau đó có người giải oan cho tôi. Tôi được tòa tuyên vô tội, không bị bất cứ hình phạt nào. Hơn 200 triệu đồng mang theo khiến mọi người nghĩ tôi đi đánh bạc, nhưng thực ra đó là số tiền tôi đóng tiền nhà. Tôi mua một chung cư tại đường Võ Văn Kiệt, đáng lẽ đóng sáng, nhưng giờ hát lại đúng vào 2 giờ chiều tại Đồng Tháp, nên tôi chưa kịp ra ngân hàng gửi.
Anh nghĩ sao khi nhiều khán giả cho biết thường gặp anh ở sòng bài tại Campuchia? Lâu lâu tôi cũng qua Campuchia chơi, nhưng đó là giải trí và mỗi lần đi đều đi cùng bạn bè và gia đình. Bạn bè Việt kiều của tôi về nước cũng kéo nhau sang đó ăn chơi rồi đi về. Tôi nghĩ việc đó không phải là tội, đồi trụy mà chỉ là giải trí.